Ok, mình chuẩn bị sẵn sàng đấy nhá mọi người nhá. Đây sẽ là cái dụng cụ để bắt ong mẹ này. Đấy. Còn đây sẽ bịt tổ. Mình sẽ để con cái thang này vào đã. Không, cái mắt quá. Không đeo kính à? Có, kính phải kính bơi. Đừng có ra đây. Đấy là hậu quả của việc mình ngu nhá mọi người nhá. Bắt được có mấy con ong mẹ thôi à. Lò mắt. Nó yêu vào. À. Cho vãi đấy. Là phải đi chuẩn bị thêm quả này nữa này cho nó đái thoải mái luôn. Lúc nãy là không có kính bơi thế nó đái vào mắt không chống được mọi người. Với lại cái này nó nhỏ quá. Ong mẹ nó không chui vào được. Bây giờ mình sẽ cắt cái này nó vòng nó to ra một tí. Để tí nữa chiến tiếp cho đợi ong mẹ nó vào lại bắt tiếp. Thất bại tập 1 rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tập 2 nhé mọi người nhé. Đấy, người thấy mẹ ong nó ra hiểu chưa? Đó, con này thì bắt được khá là nhiều mẹ ong đấy, nhưng mà bị vỡ mất tổ rồi. Vỡ tổng các bạn ạ. Mình quên cho lá sắn vào trong nồi nữa nào. Mẹ nó bây giờ bắt mẹ nó không nhỉ? Có cái vợt bây giờ vợt mẹ rồi. Ui nhiều á. Ôi bách tổ nhá. Hả? Có bắt mẹ không? Hả? vào lấy màn này nó ủng phát. Thế thì bỏ tí nữa lại bắt tiếp nhá. Cái màn bỏ ai chụp con làm mấy luôn đi xong tí nữa con bị kéo cổ lại. Thế tí nữa cho mẹ nó vào lại nhá. Tí nữa cho mẹ nó vào lại nhá. Ok. Quay luôn. Quay luôn. Đổ anh ơi, đổ. Hả? Thôi khả năng bắt chỉ được chừng đấy mẹ thôi. Mình sẽ tiến hành quách tổn đi. Ui nhiều mẹ lãng phí lắm. Tí nữa bắt mẹ nhá. Quý lắm, nhiều mẹ lắm. Mình sẽ quyết định tí nữa để bắt mẹ lắm. Mình thấy nhiều mẹ quá, mình tiếc mình lại giữ lại tí nữa đây. Có con trên đầu thì đã. Đấy. Nó răng rồi. Đã, cưới. Đây. Ui ôi. Có bộ quần áo này an toàn thật đấy, nhưng mà ong nó bung sợ lắm mọi người. Tơn 2 mình bắt được khoảng tầm mấy chục con mẹ, hơn tơn 1 một tí, nhưng mà chưa ăn thua. Mình đang muốn bắt cả tủ rồi. À, cái nó quá. Là tiếp tục bị mọi người, tại vì nó đái lên đây có kính bơi nên là mồ hôi nó ra chảy xuống mặt. Mình sẽ quyết tâm lần nữa, tí nữa sẽ đến tơn 3 nhá. Tơn 3 mình sẽ vào bắt mình chụp cả tổ luôn. Kiếm cái gì đấy chụp một phát cả tổ luôn. Lấy luôn tất ở trong nó rất là nhiều mẹ. Thế nên là mình rất là tiếc. Mình sẽ muốn bắt tất cả mẹ nó luôn. Nghỉ một tí để đợi mẹ nó vào. Hôm nay là phát thứ 3 nhá. Mình đã chuẩn bị rau sắn vào đây để chụp cả cái tổ nó rồi. Hôm nay sẽ quyết định bắt thật nhiều mẹ nữa. Mẹ nó nhiều quá, bắt được khá là nhiều rồi, nhưng mà ui mình phải cẩn thận không là nó sẽ đốt người xung quanh nữa. Thôi mọi người chờ xem mình chế biến nó nhá. Để con chúa nó nhé. Mình biết phát này không biết được nhiều không, nhưng mà mình nghĩ là được khoảng tầm 2/3. Gỡ anh đây. Tổ nó to lắm nhưng mà chưa chắc mới. Cắt điện thoại đi. Rồi. Căn bản là mình làm động tổ 2 lần rồi, thế nên là lần thứ 3 này nó đó. Lần thứ 3 này nó sẽ cầm chắc ra mẹ nhiều. Đấy, cầm chắc rồi. Đấy. Đấy, bắt mũi mũi. Đấy. Từ từ bây giờ còn phải từ đã. Lấy băng dính buộc lại. À, lấy băng dính ra quấn này. Nó còn đầy cho nên ui nhiều lắm. Anh có bắt được hết không? Không biết được. Hả? Con tầm à? Hết tầm. Hết tầm nhưng mà ở trên tum ấy. Trên tum nó vẫn còn mẹ. Thế cái tổ này nó khó bắt hơn. À, cái số mà nó ở đấy sẵn thì mà. Nhiều mẹ lắm. Con chắc vào. Trên bài. Ui nó hở cái ra cũng thường hai con nhỉ. Quấy quấy nó trên luôn chung. Bóp cái đầu nó, Vừa bay một cái đầu ấy. Bắn trên đấy. Trên này. Được rồi. Ui được rồi đấy. Đây mẹ trên này. Nó gạt xuống. Đây trách này. Cá lốt. Nó vào ra được. Chưa chả thì ngất nghiếc thì nhỉ. Nó nhỏ quá. Wow, sẽ được mấy cân nhá. Nhiều đậu ong chúa. Con lúc to. Thế này để một tháng nữa nhỉ. Dạy ui, tay mẹ lái. Đây này, ngoài vành ngoài chẳng có gì. Mà lỗ nó đó, xem này, cân đâu? Cân nhỏ nào, con nhá. Ủa vãi cân bạc luôn. 2 cân 6. 2 cân 6. Tầm 2 cân nhá. Cứ được cả mẹ đấy. Cả mẹ đời đấy. Nó sẽ được tầm cân rưỡi nhậu. Hơn. Ủa nó to nhở? Hả? Cân rưỡi đổ lên này. Cân 7 đổ xuống này. Thôi, chờ tí để bắt mẹ nó say thì mình bắt được nha mọi người nhá. Đấy, à đây nhá mọi người nhá. Đây sẽ là nhậu ong. Tổ này là 4 tầng mọi người ạ. Siêu chắc luôn. Bắt được chừng này mẹ ong nhá mọi người nhá. Sẽ không, hôm nay sẽ không làm món nhậu nữa mà sẽ chế biến món mẹ ong. Đấy. Thế hôm nay sẽ cho Mao Đệ làm đầu bếp nhá. Đây, chuẩn bị cho vào nhặt thì được khá là nhiều mẹ ong nhá. Ok luôn anh nhỉ. Quấy đấy, đấy thấy chưa? Chậu luôn. Mình nhặt nhậu. Vâng. Đây được tất cả chừng này mẹ nhá mọi người nhá. Được khoảng tầm 3-4 lạng mẹ gì đấy. Bây giờ sẽ cho lên rang cho nó khô. Đấy. Đảo cho nó hết cái nước đi. Xong rồi sẽ chiên giòn nó đi. Không là cái nọc của nó ở trong cái đuôi nó vẫn còn nhá. Hôm nay anh em mình sẽ làm riêng món ong mẹ thôi, còn nhậu ong thì bỏ cho chó. Không, căn bản là tại nhậu ong mình làm cũng nhiều rồi, cũng khá nhiều rồi, thế nên là hôm nay sẽ chế biến đúng cái món mẹ này thôi. Mày đi hái lá chanh chưa? Em đi hái lá chanh à? Giòn đấy. Đó, bây giờ sẽ bắt đầu chiên giòn lên nhé mọi người nhá. Chiên giòn lên xong bắt đầu mình sẽ chuyển sang rang. Món này cũng khá là ngon. Nếu mà để mà nói so với nhậu ong thì cũng hàng 8 lạng người 1 cân. Bây giờ sẽ bắt đầu cho ra rang cho nó giòn hẳn nhé mọi người nhá. Cho gia vị, giòn thì nó giòn rồi. Bây giờ sẽ cho gia vị vào, ngấm đều gia vị đã. Wow, quá là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy là mình bắt còn không hết đấy. Được chừng này nhá mọi người nhá. Nhìn nó đen thế này thôi chứ không phải là cháy đâu nhá. Mao Đệ ơi, chị ơi. Nghe có vẻ hơi tối nhỉ. Mình xin phép giới thiệu lại với mọi người. Đây là món ong mẹ. Đấy, ong mẹ nhá mọi người nhá. Wow, hơi tối một tí. Đây gọi là ong phụ huynh. Mình nghe nói Mao Đệ quảng cáo ác lắm, nhưng mà không biết là tình hình như thế nào. Thử xem nào. Đây này anh ơi. Nhưng mà có phải rút nọc nó đi không? Thích rút thì rút, không rút nó cứ vướng vướng thôi. Đây, mời tất cả mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ăn một con ong mẹ rang mắm với cả lá chanh. Ngon lắm anh ơi. Thôi, tao cứ phải mình chơi bài ăn chắc mọi người ạ. Bỏ nọc nó đi. Anh ăn được mấy không? Không phải này, nhìn này, nhìn nhá. Nọc nó đấy là kìa. Đấy. Mời mọi người nhá. Ăn thử xem nào. Giòn nhỉ, thơm nhỉ. Thơm ấy. Ngon hơn dưới miệng. Đúng không? Món này giòn mà thơm. Ngon đấy. Béo lắm mọi người ạ. Quần là lốt ăn đỉnh nha mọi người ạ. Nó tua cái con ong non là độ béo thôi. Nhưng mà con này nó lại giòn mọi người ạ. Trời, đắt khách hơn ong non. Món này mà anh uống rượu thì đẳng cấp ấy. Cho tí men nhá. Bia đi, mua bia đi. Thôi mình ra đường. Không được ra đường. Tình hình dịch hơi căng, phải giãn cách thêm nữa, thế nên là anh em mình không đi đâu xa được mọi người ạ. Ở chỗ dưới kia thỉnh thoảng mới xuống thôi, người ta gọi về. Đại khái là con ong này ngon nhé mọi người nhé, giòn mà, thế mà thơm cắn trong tóc à. Ừ. Thế mà những lần anh em mình đi bắt ong chả bắt ong mẹ, ngu nhỉ, cứ lấy cái túi bóng đây chụp một phát là lấy tất thôi. Mỗi cái vất vả cái là về tách cái ong mẹ nó hơi lâu thôi, nó cũng như kiểu tách ong non. Mấy thử cho nó đốt phát xem